kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, Thuận An và Thủ Đức. Xin chào toàn thể quý anh chị mình ạ. Hôm nay thì em Hải chia sẻ tới toàn thể quý anh chị cùng các bạn mình hai lô đất nha quý anh chị nhá. Hai lô, hôm nay em có hai lô ở vị trí này ạ. Đây ạ. Một lô góc hai mặt tiền và một lô thường, thưa quý anh chị. Đường thì rất là rộng nha anh chị thấy không ạ? Đây. Chỗ này đường hai ô tô tránh nhau thoải mái. Đường này mặt trước này đường này 8 m quý anh chị. Còn mặt bên đây là đường 7 m, tính luôn vỉa hè cây xanh ha. Và hai lô đất ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị mình chính xác là đây rồi. Một lô góc hai mặt tiền và một lô thường. Lô thường, lô góc hai mặt tiền này quý anh chị này. Lô thường là kế bên lô góc này ha. Đấy. Vị của đất nhà mình là thuộc phường Thành Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khu dân cư hiện hữu này quý anh chị. Đây. Trong đây xây dựng rất là nhiều rồi quý anh chị nha. Khu dân cư hiện hữu ha. Đây ạ. Rồi, vị trí thì rất với đường cây keo. Nhà mình ra đường cây là đây. Hướng bên này mình ra đường cây keo, từ đây ra đường cây keo tầm 100 chị. Đây nhá. Đây hướng bên này là quý anh chị. Em ra em quay luôn cho anh chị mình xem nhá. Đường kết nối vào tới lô đất mình là đường ô tô, hai ô tô tránh nhau luôn, rất là đẹp đó quý anh chị. Hai lô đất này nó phía sau cái chung cư Sun View nha quý anh chị nhá. Cái chung cư Sun View là mặt tiền của đường cây keo, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. Thì hai lô đất này nó phía sau cái chung cư. Đây. Đường này là mình ra tới đường cây keo rồi quý anh chị. Đó. Phía trước đó là đường cây keo đó quý anh chị ơi. Đó, rất là gần ha. Đó, đường cây keo phường Tam Phú nha quý anh chị nha. Đấy. Thì hai cái lô đất mà ngày hôm nay em giới thiệu quý anh chị mình là trong này. Đấy. Rồi. Em quay lại để em đi vào chi tiết hơn hai lô đất này cho anh chị mình xem. Hai lô này là có hai sổ thưa quý anh chị. Hai sổ riêng biệt ha. Hai sổ riêng biệt, hỗ trợ ngân hàng thoải mái nếu anh chị mình có nhu cầu vay vốn ngân hàng. Tổng diện tích của mỗi lô này quý anh chị. Thứ nhất là lô hai mặt tiền trước đi ha. Hai mặt tiền này là 53 mét rưỡi nha quý anh chị nha. 53 mét rưỡi ha. Ngang là 4m6, chiều dài là 13m. Chiều dài hai lô này thì bằng nhau nha quý anh chị nha. Dài là đều 13 hết ha. Còn lô góc của mình là ngang 4m6 này. Còn lô thường ngang 4m1 nha quý anh chị nhá. 4,1m ha. Đây lô thường kế bên này. Kế bên lô góc luôn quý anh chị. Một cặp luôn ha. Đây có mốc cắm sẵn rồi quý anh chị. Đây. Ranh giới của lô góc là tới đây ha. Đấy, lô góc là từ đây ra tới ngoài này. Đấy. Còn lô thường của mình là từ đây vô đây ha. Trong đây từ đây vô đó căn nhà còn một lô đó thì không có bán. Chỉ bán hai lô này thôi anh chị ơi. Rồi mức giá lần lượt rồi quý anh chị. Lô thường này là 4,2 tỷ. Lô thường này là ngang 4m 4,1, dài 13, tổng là 51m rưỡi nha quý anh chị nha. Lô này 51m rưỡi này. Lô ngoài kia là 53m rưỡi ha. Thì lô này là 4,2 tỷ. Lô thường 4,2 tỷ này. Lô góc là 4,4 tỷ. Đấy. Là hai lô. Nếu anh chị mình một trong hai lô đều được hoặc mua cả hai lô thì đều rất là ok nha quý anh chị nha. Đây em quay ra cái hướng ra đường cây keo đó quý anh chị. Chỗ lúc nãy mà em đứng em quay á ha. Rồi. Nếu anh chị mình yêu thích một trong hai lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Hải theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Bên em chuyên nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu tại thành phố Di An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Rồi, rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong các video tiếp theo của bên em ạ.